Đạt G xác nhận quan hệ với vợ cũ Hoài Lâm, xin netizen ngừng tấn công vì cô ấy không có tội. Drama chia tay của Đạt G và Du Huyên chưa kịp hạ nhiệt thì mới đây, vợ cũ Hoài Lâm là Bảo Ngọc cũng bị lôi vào cuộc. Sau gần 2 năm chia tay Hoài Lâm, Bảo Ngọc bị netizen tìm ra nhiều bằng chứng thân thiết trên mức tình bạn với Đạt G. Đặc biệt là khi Du Huyên đăng status ân ý trên trang cá nhân về việc con thầy vợ bạn gái cơ quan. Giữa lúc dân tình đang bán tin bán nghi trên một diễn đàn chuyên bàn chuyện showbiz, bất ngờ đăng tải khoảnh khắc được cho là vợ cũ Hoài Lâm và Đạt G bị bắt gặp cùng nhau đi ăn sáng. Mặc dù chàng trai ngồi đối diện Bảo Ngọc chỉ lộ phía sau lưng, nhưng dân tình dễ dàng nhận ra kiểu tóc và hình xăm của người này rất giống Đạt G. Giữa loạt ồn ào tình ái, Đạt G đã chính thức lên tiếng xác nhận mối quan hệ với Bảo Ngọc và gửi lời xin lỗi đến người cũ Du Huyên. Tôi gặp cô ấy sau cuộc ly hôn, cô ấy mang quá nhiều tổn thương. Tôi cũng vậy, hai con người thấu hiểu nhau, mang nhiều tổn thương. Gắn kết được với nhau đó là ơn trên ban tặng, tôi sẽ nhận nó. Nhưng mà tôi xin mọi người, cô ấy không có tội, cô ấy không cần phải nhập cuộc vì tội ai làm. Người nấy nhận, sai lầm của ai, người nấy nhận. Tôi xin những sự phẫn nộ của mọi người, những lời nói không hay khi nóng nảy, hãy đưa cho tôi, hướng về tôi. Vì tôi mới là người tạo ra nó, hãy hướng tất cả mọi thứ về tôi, chỉ xin là người con gái bên cạnh tôi, người ta vô tội. Người ta cũng cần được yêu thương và tôi không muốn làm tổn thương cô gái này, Đạt G chia sẻ. Bên cạnh đó, Đạt G cũng lên tiếng về thông tin để lại món nợ 400 triệu cho Du Huyên. Đạt G cho biết anh và Du Huyên đã chia tay được hơn một năm. Mối quan hệ của hai người đơn giản chỉ là trên công việc. Trước đó, cả hai cùng lập công ty. Cổ phần công ty cũng được chia cho Du Huyên nhiều hơn. Số nợ 400 triệu mà Du Huyên tố thực chất tiền vốn của bên thứ ba bỏ ra đầu tư làm MV và số tiền này sẽ được hoàn lại sau 2-3 năm, trừ trực tiếp vào doanh thu trên YouTube. Nếu Du Huyên coi đây là món nợ, cô có thể trả lại kênh YouTube cho Đạt G hoặc bán đi. Hậu chia tay, nam ca sĩ không muốn dính vào tranh chấp kinh tế mà muốn giữ sự trân trọng nhất đến người từng đồng hành với mình. Trước đó, Đạt G bị netizen soi có hành động thả thính Bảo Ngọc trên Facebook. Trong nhiều bức hình chỉ một mình Bảo Ngọc, Đạt G đã để lại bình luận thả thính, khen ngợi và động viên cô nàng như: em xinh đẹp theo cách của em, nghĩ quá nhiều sẽ hủy hoại bạn, hủy hoại thực tại, thay đổi mọi thứ xung quanh, khiến bạn lo lắng và làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn bạn nghĩ. Ngược lại, vợ cũ Hoài Lâm cũng không ngại comment tung hứng cùng Đạt G ngay trên trang cá nhân. Sở dĩ loạt hành động của cả hai khiến netizen chú ý là bởi Đạt G và Hoài Lâm có mối quan hệ bạn bè khá thân thiết. Không chỉ đăng ảnh chụp chung mà còn cover ca khúc của nhau như một cách ủng hộ. Trong khi đó, hẳn nhiều người vẫn còn nhớ Hoài Lâm và Cindy Lư từng có vụ chia tay ồn ào hồi giữa năm 2020. Trong khi Du Huyên đăng status con thầy vợ bạn gái cơ quan rồi nhanh chóng xóa đi, Đạt G vẫn một mực im lặng. Hoài Lâm lẳng lặng ra bài hát mới thì Bảo Ngọc khóa Facebook để tránh bị soi mói. Đạt G là nhạc sĩ, ca sĩ tài năng của Vbiz với nhiều bài hit đình đám. Tuy nhiên, nam ca sĩ lại dính nhiều phốt tình cảm với bạn gái cũ khiến khán giả mất cảm tình. Mới đây nhất là Du Huyên, được cho là tri kỷ trong âm nhạc với Đạt G. Sau khi đường ai nấy đi, Đạt G thông báo để lại quyền sử dụng các tài khoản mạng xã hội để người yêu cũ phát triển sự nghiệp. Thế nhưng, Du Huyên đã công khai tin nhắn Đạt G xúc phạm nặng nề, dùng từ biến, thậm chí đòi đi đường quyền với cô khiến cư dân mạng không khỏi hoang mang. Nữ ca sĩ tung nhiều bằng chứng và khẳng định thứ cô được để lại là một đống nợ chứ không có một sự văn minh hậu chia tay gì ở đây. Chưa dừng lại ở đó, Du Huyên đưa ra hàng loạt bằng chứng tố Đạt G đã dùng những lời lẽ thô tục, vũ phu, thậm chí còn đe dọa sẽ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với bạn gái cũ. Trước những lời tố từ phía Du Huyên, cộng đồng mạng nhanh chóng đảo lại quá khứ Đạt G cũng từng bị người yêu cũ nói về lối sống bội bạc. Cụ thể là thời điểm Đạt G khốn khó, người yêu anh phải làm nhiều nghề để trang trải cuộc sống. Nam ca sĩ thì phụ giúp cô nàng, nhưng làm gì có một túp lều tranh hai quả tim vàng. Sau một thời gian, họ chia tay. Người yêu cũ Đạt G bất ngờ tố anh chàng bội bạc, chửi cả người yêu lẫn mẹ người yêu, đánh người yêu đến nỗi cô không dám về nhà. Không chỉ vậy, cô còn tố Đạt G quỵt nợ. Từ thành công của bản hit buồn của anh, nam ca sĩ phất lên như diều gặp gió nhưng không bao giờ lo lắng tiền bạc cho gia đình và mối quan hệ của mình, chỉ lên mạng thể hiện sang chảnh. Sau khi sự việc này xảy ra, anh đã nhận lại không ít gạch đá.